đừng nói nữa. Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 25 tháng 12 thì là năm 2020, thì cũng là còn 5 ngày nữa thôi, cũng là bước sang năm mới dương lịch rồi. Thì là bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối giúp các bạn nhé. Thì là lần đầu tiên cho mình gửi lời chúc cho các bạn đang xem video clip của mình, và các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, một mùa sáng dinh cực kỳ là ấm áp, vui vẻ bên người thân. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là chiếc sản phẩm là Solid Performance các bạn nhé. Đấy, Solid Performance. Solid Performance thì các bạn đây, hôm nay nhà mình về được 4 cây. Đấy, 4 cây Solid Performance. Thì là Solid Performance này thì là máy con này thì là ngoại hình còn 90/90%. Máy con này thì là đẹp leng keng xả beng nhá. Đấy, dành cho các bạn nào mà đam mê Sony các bạn nhá. Solid Performance thì mình nói sơ cua qua các bạn, con này là máy Nhật, nói chung là hàng Nhật các bạn cũng đã rõ rồi. Tất cả hàng của Nhật rất là bền các bạn nhá. Đến chung là từ đến điện thoại luôn. Đấy, Solid Performance này của Nhật này thì là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là chạy chip Snap là 820 các bạn nhé. Đây, ngoại hình thì là máy đẹp leng keng xả beng luôn, máy màu gold này, đẹp leng keng xả beng luôn. Đấy, con Solid Performance này thì là màn hình của nó là 5 inch nhé. Nói chung là các bạn Sony thì cực kỳ là bền luôn. Chip Snap các bạn chiến các loại là game các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.150.000 đồng các bạn nhé. Đấy, Solid Performance, máy đẹp leng keng xả beng, bên mình đang bán các bạn với giá là 1.550.000 đồng. Bên mình thì có hai màu, một chiếc màu bạc các bạn nhé, đấy, và một chiếc là màu gold ấy, rất là đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Solid Performance này về mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì gọi là hàng sớm nhất nhá. Máy được thiết kế là bo các gạch này, rất là đẹp luôn đấy. Đó, và đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình, đây là 109 966 221 789, đây số 1 nhà mình nhá. Và đây là số thứ hai nhà mình, 0833 221 789. Số 0966 thì mình dùng Zalo, nếu mà mình Zalo mình nhắn tin mình không trả lời kịp ấy thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số thoại mình để đặt hàng nhá. Và đây là địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán, và ở xa bên mình có ship không nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình bên mình lại về con này, con Oppo A3s, thì con này là phiên bản của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Con Oppo A7s này thì ngoại hình con này thì còn độ 90% đấy. Con này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.550.000 đồng các bạn nhé. Con Oppo A7s này 1.550.000 đồng. Đấy, Oppo A7s đấy nha các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Con này là con Samsung S9 các bạn nhé. Đây, Samsung con này là Samsung S9. Đấy, Samsung S9, con này là bản Hàn các bạn nhé. Samsung S9 bản Hàn này thì là mặc định của nó bản Hàn sẽ một sim. Bạn nào dùng hai sim mình sẽ lên hai sim, còn bạn nào dùng một sim thì mình sẽ dùng một sim cho bạn nhé. Con S9 này thì mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhé. Con này cũng như màn hình của nó là tràn viền 5.8 inch. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 5.8 inch. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình của nó là độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Đây, con S9 thì là màu gì nhỉ? Màu tím này. Đây, ngoại hình máy còn 90/90%. Con này thì là màn hình sáng đẹp các bạn nhá. Con S9 này thì màn hình sáng đẹp nhá. Đấy. Màn hình con này là sáng đẹp trong veo. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.900.000 nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.900.000. Nói chung là dùng bọn S9 thì các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, màn hình sáng đẹp 3.900.000 thôi. Mở khóa mống mắt, vân tay các kiểu ABC các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.900.000 thôi, rất là rẻ cho bạn nhá, S9 đấy ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Samsung Lot 4 này. Lot 4 này thì là RAM 3GB nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, màn hình là 5.5 inch. Con này thì màn hình đẹp keng nhá, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, màn hình sáng đẹp luôn các bạn nhá. Con Lot 4 này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 1.4 triệu nhá. Lot 4 thì có hỗ trợ cái bút này, F-Pen này. Đấy, các bạn viết cực kỳ tuyệt vời mà màn hình cực kỳ là to. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì nói chung là
Nói chung là chữ to cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, con lót 4 này 1,4 triệu các bạn nhá. Cho anh em dùng máy phụ chống cháy nhá. Máy đẹp lên keng xà beng luôn. Đấy, lên keng xà beng luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 4 này các bạn hàng sớm nhất nhá. Dạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về con này là Samsung Z2 Bright. Z2 Bright thì con này là 700 các bạn nhá. Đấy, Z2 Bright là 700.000 nhá. Đây, Z2 Bright mua thâu lại của em gái mưa rất là xinh. 700k cho bạn nhá. Đây, và đây là tiếp theo là sản phẩm là Samsung Z5 Pro. Z5 Pro thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Đây thì mình sẽ xem cấu hình con Z5 Pro cho bạn này. Màn hình con này thì là hơn 5 inch các bạn nhé. Z5 Pro đây. Z5 Pro con này là bản Hàn một sim các bạn nhé. Con này của nó là phiên bản của nó là 32GB sao chăm sóc thiết bị đây. Mình sẽ vào lưu trữ này 32GB nhá. Con này sẽ vào là con này hình như là nó sẽ là RAM bao nhiêu GB. Đây ạ, con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Z5 Pro này thì ngoại hình con máy còn 90 trên 90%. Nó chỉ hơi cấn cấn một đôi chị đôi tí đấy thôi. Con Z5 Pro này được cái là màn hình của nó là màn hình AMOLED nhá. Đấy, màn hình của nó là màn hình AMOLED các bạn, cho hình ảnh cực kỳ là sực đẹp. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1,4 triệu các bạn nhá. Z5 Pro này 1,4 triệu cho bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. 1,4 triệu nhá. Đây ạ. Đây. Và con này là hôm nay nhà mình lại về con này là Samsung A5 2017. A5 2017 thì vỡ kính nhá. Đấy, con này thì là vỡ kính thôi, vỡ kính, mặt lưng sau thì không vỡ nhá, mặt trước thì vỡ kính. Màn hình của nó thì các bạn đi thay màn hình của nó cũng gần 2 triệu rồi. Con này mình thay cả máy A5 2017 này thì là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,3 triệu nhá. Con này tình trạng chỉ vỡ kính các bạn nhá. Con A5 2017 này là 1,3 triệu nhá. Máy tình trạng chỉ bị vỡ kính các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này thì các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. Máy thì vỡ kính nhá, một rằng bên mình đang thành lý bạn giá 1,3 triệu nhá. Rẻ ngang với giá màn hình luôn. Đấy, A5 2017 này 1,3 triệu cho bạn nhá. Rất là rẻ, A5 2017 điện thoại rất là rẻ các bạn nhá. Đây, và hôm nay thì bên em lại về được con này là con Samsung Lot 9 này. Lot 9 thì con này là bản Hàn nhá. Bản Hàn 2 sim 2 sóng. Cấu hình con lót 9 này thì là RAM của nó là RAM gì nhỉ? Con này là phiên bản là Android 10 các bạn nhé. RAM con này là RAM 8GB này, bộ nhớ là 512GB nhé. Đấy, con lót 9 này là RAM 8GB, bộ nhớ là 512GB. Ngoại hình thì con này thì máy còn 90, trên 90%. Đấy, con lót 9 này có bên mình thì màn hình đẹp nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con này thì đã dán sẵn miếng dán màn hình rồi này. Đấy, con này thì đã dán, khách đã dán sẵn miếng dán màn hình rồi. Con lót 9 phiên bản là 512GB này thì nó có hỗ trợ cái boot Eiffel này cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 6,500,000 nhá. Đây con lót 9 này. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 6,500,000 nhá, con lót 9 đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 phiên bản là 512GB này thì các bạn nhà hàng liền sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 6,500,000. Hôm nay nhà mình về được duy nhất một em này các bạn nhá. Đấy. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình thì các bạn nhanh tay liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp cho mình đặt hàng. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là có nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn yên tâm. Hình thức mua hàng thì các bạn cọc trước cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Còn là chế độ bảo hành thì bên mình thì lỗ được một tuần và bảo hành 6 tháng, nên bạn yên tâm sử dụng nhá. Và bây giờ chúc các bạn đã xem video mình buổi tối ngủ ngon nhé các bạn nhá.